Mọi người tưng được 3 lần, mỗi lần tưng đủ 5 cặp, thưởng 5 xị. Bắt đầu. 1 lần. 2 lần. Rồi 3 lần đi ra luôn. Tới cô ba vô. Coi cô ba thể hiện nè. Cô ba già chứ cô ba chơi giỏi lắm đó, chuẩn bị nè. Bắt đầu. 1 lần. Hai lần. Rồi 3 lần đi ra luôn. Tới thằng Phong vô em. Phong vô. Bắt đầu. 1 lần. Hai lần. Ba lần rồi đi ra sân luôn. Tới nhí vô em. Bắt đầu. Được 3 cặp gữ, 3 cặp gữ. 1 lần. 2 lần. Rồi cái cuối cùng nha. Bắt đầu. Chút xíu nữa rồi hình như được 5 xì cả nhà ơi. 4 cặp gữ phải không? Thôi coi camera coi. Thì mình mới chết camera lại cả nhà ơi. Thằng Nhí nó tưng được 9 trái rồi, còn trái cuối cùng nó thắng rồi, nó chụp không kịp cả nhà. Xui quá. Chúc bạn may mắn lần sau nha. Ok, thì video đến đây mình cũng xin được kết thúc nha cả nhà ơi. Tập sau á, team của mình sẽ dùng cái trái banh này làm một trò chơi rất là mới lạ cho cả nhà xem luôn. Cả nhà nhớ đón xem nha. Bye bye.